Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1533. Ở ngày có nhiều anh mà yêu cầu 6 cây tổng hợp lắm. Nhưng mà 6 cây tổng hợp bây giờ không có còn nhiều nữa quý vị ơi. Tôi vét vườn nè. Mới còn mấy cây đây nè. Ha, tôi quay cho quý vị nha. Đây là cây kim giòn đầu tiên, cây kim giòn nha. Một cây. Hai là cây sơn liễu nè, sơn liễu đọt đỏ luôn nè. Đó. Ba là cây kim thanh mai đây nha, tàng thiên nhiên nha. Rồi. Bốn là cây sâm triều tiên nha. Sâm cô ly triều tiên nha quý vị, có bông đẹp không? Đó, bốn cây. Bốn cây ha. Còn một cây thứ năm là một cây sâm hương quái nha. Cây sâm hương quái này, cái rễ nó nè. Thấy nó quái chưa? Đó. Vậy uốn éo lại mà chơi. Cái con quỷ mũi này. Năm cây. Rồi cây này cây bông chân vàng, siêu già luôn nha quý vị, dáng bay luôn nha. Bông dữ lắm nha, mới vừa tàn hết rồi. Ẩm bày nước mặn nó chưa hết là tôi không có xịt phân phốn gì trơn nha quý vị. Mới nó mới tàn mấy đợt bông trước này nó muốn đậu trái luôn đó. Rồi. Cây chân vàng siêu già luôn nha quý vị. Cây này lâu lắm rồi. Rồi, 6 cây 350 bao ship toàn quốc nha. Rồi thôi xuống đi Bi ơi, đi vô con ơi. Cơm nước mưa gió quá rồi. Kết thúc quý vị ơi.